Bây giờ thì bọn chuẩn bị đi siêu thị và trời thì đang mưa. Cảm thấy rất là buồn nhưng mà bóng thì vẫn rất là tươi tắn như bình thường. Và giống như bóng đã hứa với mọi người thì bóng sẽ làm video về cái cuộc sống thường ngày ở Mỹ nhiều hơn. Và hôm nay thì sẽ là một trong cái video giống như vậy. Đó là ông sẽ dẫn mọi người đi siêu thị cùng với bóng. Cái siêu thị này thì cách nhà bóng khoảng 10 phút chạy xe thôi và đó là Walmart. Thật ra thì hồi trước bóng cũng ít khi nào đi Walmart để mua đồ ăn lắm. Tại vì có những chỗ khác bán đồ ngon hơn, chất lượng hơn. Nhưng mà dạo này thì Walmart giống như là step up the game. Đồ ăn chất lượng rất là tốt và có rất nhiều sự lựa chọn nữa, cho nên hiện giờ thì bóng rất là thích đi Walmart. Hôm trước thì có bạn yêu cầu bóng là đi Target nhưng mà thực sự thì ít người nào đi Target để mà mua đồ ăn lắm. Và cái bóng còn hiện giờ đó chính là rau củ quả các thứ này kia, cho nên để đáp ứng nhu cầu của bóng hiện tại thì bóng sẽ đi Walmart trước, rồi hôm sau thì bóng sẽ dẫn mọi người đi Target sau nha. Đồng thời thì bóng cũng còn mua một vài món khác giống như là mỹ phẩm này kia, thì Walmart lúc nào cũng có rất nhiều sự lựa chọn và giá thì rẻ nhất so với tất cả những siêu thị khác luôn. Giờ thì tụi mình cùng đi Walmart thôi. Hy vọng là cái máy quay không có bị rớt xuống. Nhưng mà nếu mà có thấy bóng đang nói chuyện giữa chừng mà không có quay thêm cái đoạn nào thì biết là do máy quay bị rớt xuống nha. Rồi giờ đi. Hi. Đợt này thì trời mưa rất là nhiều luôn và khá là lạnh. Hiện giờ thì nhiệt độ là 53 độ F, là khoảng cỡ 10 độ C. Và do đó là bóng đang mặc đồ rất là ấm. Cảm giác rất là cozy. Và target của đợt đi siêu thị lần này đó là mua đồ thật là healthy. Tại vì nhưng mà cũng biết là bóng mới đi New York và lúc ở New York thì bóng ăn đồ tào lao rất là nhiều, ăn rất là nhiều pizza. Và mọi người có thể xem lại cái vlog đó trên này để mà xem thử là bóng đã làm gì ở New York. Và vì cái khoảng thời gian ở New York ăn uống như vậy cho nên giờ bóng phải cố gắng lấy lại cái cân nặng của mình và để cảm giác bớt nặng nề hơn. Xe đông thế. Tới rồi, bây giờ thì phải chờ xe kia ra để mà bóng vô bóng đậu. Và thường thì bóng đậu ở xa không có sao hết, nhưng mà vì hôm nay trời mưa mà bóng không có đem dù cho nên phải tìm cái chỗ nào gần gần để bóng đậu. Và may là có cái chỗ này thì chỉ cách đường vô siêu thị có 4-5 chiếc xe thôi. Walmart là siêu thị to nhất ở bên Mỹ và cái parking lot lúc nào cũng rất là to luôn, rất là nhiều xe đậu được. Yes. Xong đậu xe xong rồi, giờ đi vô siêu thị nha. Have this feeling, haven't felt for so long. Took a hold on me and won't let go. I've been sleeping, caught me off my guard. Cause you're in. Giờ mua cái gì bây giờ? Ok, đây là khu vực mà trái cây người ta đã cắt sẵn hết rồi, rất là tiện luôn. Broccoli này, Brussels sprout, không có thích lắm nhưng mà nó rất là tốt cho nên là sẽ mua. Mọi người bóng rất là excited. Coi thử bóng mới tìm được cái gì này. Su su. Lần tiên bóng thấy su su ở siêu thị của Mỹ luôn á. Tên của nó là Chà Vô Đi. Ok, bóng sẽ mua su su về nấu canh. Ở nhà thì có khoai tây rồi, giờ bóng chỉ còn mua thêm cà rốt nữa là được. Cà rốt đẹp. Cà chua. Có cần cà chua làm gì không ta? Chắc là có organic không? Bóng rất thích cái loại cà chua này tại vì ăn rất là dễ. Nhưng mà lúc mà nấu thì khá là khó tại vì nó nhỏ quá là biết cắt lắm. Nên chắc là bóng sẽ mua cái cà chua này. Ở đây người ta còn bán cả mấy cái cây gọi là hương liệu mà người ta trồng và có rau húng nữa. Thơm quá. Mỗi can vậy thì khoảng 3 đô. Bóng nghĩ ra củ gì là cũng tạm ổn đó mọi người. Cái này là trái peach, trái đào nhưng mà nó trong hình dạng là donut. Quá. Ở đây là xoài. Ở đây thì không có xoài giống kiểu Việt Nam mình mà xoài của Mexico á, cho nên nó nửa xanh nửa đỏ như thế này. Đây là đã mua xong hết đồ khu vực rau củ tươi rồi. Mọi người coi nha.
À, và Bông đang nghe bài Thằng Điên của Justin. Hay. Và cái khu vực mà Bông đang ở là đồ đông lạnh. Thì thường là Bông không có mua đồ đông lạnh gì hết, nhưng mà giờ thì Bông còn mua frozen fruit, là trái cây đông lạnh để mà Bông làm smoothie, tức là làm sinh tố để uống buổi sáng á. Trong này thì người ta bán cánh gà chiên, tôm chiên, mọi thứ chiên, nhưng mà làm sẵn hết rồi, chỉ cần bỏ vô là nướng hoặc là microwave là ăn được. Phía sau lưng Bóng thì là bakery, là chỗ bán bánh mì. Đây là khu vực đồ châu Á, có đồ làm cà ri của Malaysia, có rong biển để làm sushi hoặc là kimbap. Này thì là bánh tráng. Hiệu này hiệu gì Bóng không có biết, à, product ở Việt Nam. Từ Việt Nam nhập qua. Rồi ở nhà Bóng có rồi cho nên Bóng không có cần phải mua nữa. Ngoài ra thì còn có nước sauce các loại để mà xào đồ ăn kiểu Hàn Quốc, teriyaki. Có bánh pocky luôn. Mua cái này. Còn bên này là khu vực thân thiện với túi tiền của sinh viên. Mì gói. Là vì Bóng đang cố gắng ăn uống healthy cho nên Bóng sẽ không có mua mì gói nào hết. Giờ phải check lại trong list coi là mình có còn cái nào mình phải mua hay không. Phải qua khu vực mỹ phẩm gặp. Đầu tiên còn phải mua đồ tẩy trang. Phải mua đồ kẻ lông mày của Wet n Wild nữa. Bóng rất là thích cái loại này luôn, mà giá của nó là $2.93 thôi, rất là rẻ. Rồi đồ tẩy trang. Vì không có cái loại mà Bóng tìm cho nên là cuối cùng Bóng mua loại này đỡ. Của Garnier thì cũng tạm được thôi. Và ở trước mặt Bóng thì là cái chỗ đó mà tụi mình check cái giá tiền của món đồ á. Check thử mọi người xem. Đúng rồi. Ok. Thì giờ Bóng đang ở khu vực dầu gội đầu, và cái mà Bóng cần mua đó chính là cái heat tamer, cái heat protectant cho tóc lúc mà Bóng uống tóc, Bóng dùng cái cây nhiệt á. Tại vì lúc mà đi New York thì cái chai Bóng cầm theo nó bị đổ tè le hết, cho nên Bóng mua chai mới. Và cái chai mà lúc trước Bóng dùng là của Tresemme, như là loại này, nhưng mà cái mùi của nó rất là ghê. Có lẽ Bóng sẽ chuyển qua dùng thử chai này của L'Oreal. Quay cái đoạn mà Bóng đem đồ ra ngoài xe rồi xong Bóng đi trả xe siêu thị hay gì hết, nhưng mà bây giờ thì đã vô trong xe lại rồi, rất là ấm. Ê, thích quá, khát nước nữa. Và so far thì Bóng rất hài lòng về những cái Bóng mua trong ngày hôm nay, tại vì toàn là đồ healthy không. Và trong một tuần tiếp theo thì Bóng sẽ có rất nhiều rau tươi để mà ăn. Và Bóng đi siêu thị sau khi đi làm về cùng lúc với nhiều người khác, và đó là Walmart rất là đông, và em rất là ngại luôn. Cho nên có nhiều lúc thì nhìn Bóng hơi kỳ. Thiệt tình á, chắc rút kinh nghiệm buổi sau đi giờ khuya khuya hơn một xíu để mà thoải mái hơn. Và bây giờ thì Bóng sẽ đi về nhà bỏ mấy cái món này vô tủ lạnh rồi vậy là xong. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video này của Bóng. Bóng cảm thấy rất là vui, Bóng đã dẫn mọi người đi siêu thị cùng với Bóng như thế này và cho mọi người biết thêm về tình hình chợ búa bên này như thế nào. Nếu bạn thích video này và thích nhận dạng video như thế này thì đừng quên nhấn nút like nha. Và đặc biệt nếu mà bạn đã xem video đến lúc này thì còn chờ nữa, sao không nhấn subscribe liền vào kênh của Bóng bay luôn để mà xem tiếp những cái video giống như thế này trong tương lai. Và yeah, cũng đừng quên follow Bóng trên Facebook và Instagram luôn, nơi mà Bóng cập nhật về cuộc sống của Bóng hàng ngày, hầu như là hàng ngày. Rồi, bye bye mọi người, Bóng hẹn gặp mọi người vào video tuần sau. Yêu mọi người rất là nhiều. À.